Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉnh sửa cây này các bạn. Cây này cây Vĩnh Lợi, nó trái chim nó ăn hết rồi, giờ nó ra hoa tiếp này các bạn. Nhưng mình thấy nó xơm xê quá, do đó mình phải chỉnh sửa lại các bạn. Nè, bông nè các bạn, bông quá trời bông luôn nè. Đó, bông nhưng mà cái nào chừa cái nào cắt mình chỉnh sửa lại. Nó sùm quá trái nè các bạn. Đó, trái hàng hà luôn, quá trời trái luôn. Nhưng mà mình cây này mình bỏ trái các bạn, chỉnh sửa lại. Nó bông nó cũng quá trời bông luôn trái nè. Giờ mình sẽ chỉnh sửa lại các bạn. Đó, mình sẽ chỉnh sửa lại cây này. Đó, các bạn thấy không? Sẽ sửa lại. Mình sẽ sửa lại tàn nha các bạn. Phát là mình cắt bỏ. Cắt bỏ một bó cái nhánh mà nó dư thừa rồi các bạn. Đây. Cắt bỏ hết. Trái bỏ luôn. Cây mình đây cây trái hàng hà. Không? Cái nào cần được giữ nè, bông nè, bông trái hàng hà, nhưng mà tới hồi mình cắt mình chỉnh là mình chỉnh. Chứ không có thấy đó. Cây phải cắt chỉnh liên tục các bạn. Nó mới cái cây nó mới rút hình lại. Còn cái cây mà các bạn cứ để thả rừng á, nó không rút các bạn. Không rút hình lại. Đó, những trái mình cắt bỏ hết, cái nào dư cắt bỏ hết. Mình là vậy. Chứ không có tiếc đó. Tại vì cây đó mà cái nhánh này cũng có trái mình cắt bỏ hết. Gai dữ lắm các bạn. Gai quá trời gai. Cắt vậy các bạn. Không phải mình cắt thì bỏ là nó hết rồi các bạn. Nó sẽ tức cây Vĩnh Lợi nó vậy đó, tức nó ra nữa. Nó sẽ ra một cái tàn nữa. Là nhánh nữa các bạn. Cái này thì cái nào chừa thì mình chừa. Còn cái nào cắt thì mình cắt, thấy không? Các bạn chơi thì tại vì á cũng nhiều bạn nói uổng tiếc nhưng mà không sao, cây hải châu chịu sống rồi nó ra liên tục các bạn, chịu sống rồi. Rồi mấy cây nó yếu á mình phải dưỡng tàn dưỡng chi là không những cây ấy nè, qua xây qua cái nào thôi được, cắt bỏ bớt các bạn, quá trời luôn. Cây này mấy tháng mình không được sửa, trước đây mình sửa mình có cái clip các bạn, dài rồi các bạn, để vô mình chảy máu tay luôn, nè, gầy quá, trái nè các bạn, trái qua trời trái nè, quay qua các bạn xem, nhưng mình phải cắt sửa rồi, phải cỡ nào cỡ mình phải cắt sửa các bạn. Lá trái tim luôn rồi các bạn thấy không? Đó, cây này lá hay đẹp quá. Sửa rồi để cho anh em tao thấy rồi mình giao luôn chứ. Cái cây này là còn bỏ lúc ở ngoài gần ngoài đường nữa các bạn. Mình còn không chú ý nữa. Đó. Thấy nó được rồi đó các bạn. Nó cũng cây này hồi trước các bạn mình đem về. Nó bị bệnh lá các bạn. Quá trình đó, mình chịt thuốc này kia nọ chỉnh hết này, nó hết bệnh này khỏe rồi. Do đó mình cũng không có quan tâm nó nhiều. Mình thì làm clip rồi mình dạng mình quay lên cho các bạn xem chơi nha các bạn, đừng có nói ông này ông lên ông cắt nó sửa ông dạy, không có đâu. Cái này mình cắt mình quay clip chơi thôi, không chứ không có cái gì gì mà lớn lao vô cái vụ mà cắt tỉa nè. Này ai làm cũng được, có cây là người ta làm được, không mình vậy đó. Cái này cắt bỏ quá to luôn,
thấy không, ví dụ là mình cắt cắt thì chơi chim nó đứng ngoài nó kêu ríu rít, thấy không các bạn. Cái cây này á đào tại núi Vinh Lợi nha, có cái clip đó. Các bạn cần nào giao lưu cần gửi cái clip qua mình gửi cho các bạn xem luôn cái cây gốc này. Clip tại Vinh Lợi luôn, tại núi Vinh Lợi. Nhánh này nó dư ra ngay cái bông này dư ra các bạn. Để cắt bỏ này. À, trái này các bạn thấy không? Đó, cắt chứ không có để. Qua trái rồi cắt hết. Cắt cho nó còn gọn lại cho nó trụ lại. Tôi thấy vậy tiếp tiếp để lát nó bị bọc mê các bạn. Tiếp tiếp để vậy lát nó xấu lắm. Nó nhìn nó chỗ chỗ gì đâu không. Cái trái vậy cũng phải cắt hết nè các bạn. Mình đó cũng vậy mà mình chơi cái mình sợ mình tiếp tiếp cái nhánh nó để lại cái lát vô cái clip nhìn xấu vô cùng. Hết ba cái này. Cái nào trái cũng cắt mà không trái cũng cắt. Tại vì chỉnh sửa lại phải làm hết các bạn. Tôi nói thật cái vườn mình nha, nếu mà chịu sửa nha làm không hết đâu, quá trời luôn. Bây giờ bữa nào xiên thì làm mấy còn được biến thôi, để cho nó lên đi lâu lâu chỉnh lần. Tại vì có cảm biết sao không? Mình kia không có nổi. Sáng á, cái cây này á, mình đem xuống cái xe đẩy, thấy không? Mình đẩy xong vô mình đưa vô cái xe đẩy, lát cái xe đẩy ra đỏ đỏ của mình cho các bạn chắc biết rồi đó, thấy không? Đó, giờ mình sẽ làm thêm các bạn sửa chỉnh sửa quấn tạo tàn tạo dáng đó. Camera để đây các bạn thấy không? Mình uống này các bạn thấy chắc không phức quá, bị phức quá. Bị phức là chắc rồi. Tại vì cái cây này nó to lắm các bạn. Nó to mà bây giờ để camera cận quá thì cũng không được. Mà xa quá thì không thấy hết cái cây. Đó. Đúng rồi, không thấy luôn. Mấy cái nhánh này nè. Đó. Cắt hết. Bông cũng cắt luôn các bạn, phải cắt cái này, cắt lá ra lại các bạn không sợ vậy đó. Nhiều khi các bạn thấy tiếc nha, tiếc cái nha, nhưng mà mình không cắt cái để cái nhánh nó cái là quay vô cái clip các bạn, nó nhìn nó hoặc mê nó kỳ lắm, nó chỗ chỗ kỳ lắm, anh thà cắt bỏ đi rồi giờ vài bữa nó ra lại à. Cái đó là đương cây hải châu là nó vậy các bạn, hải châu nó vậy đó, bạn cứ cắt bỏ như bên này nè, mình bỏ ra.
trái các bạn, cắt bỏ hết. Trái đây các bạn, đó, trái đây nè. Đó, cái nhánh này trái rất nhiều các bạn thấy không? Đó, nhánh này ra trái rất là nhiều nè. Đó, nè, trái quá trời trái luôn, nhưng mình phải cắt bỏ nha các bạn. Các bạn không có tiếc, cái này không có tiếc nha. Không có tiếc được. Đó, mình phải cắt bỏ hết cái này. Bỏ hết trái hết luôn. Cây này thì đúng tàn rồi các bạn nào giao luôn cây này về chỉ là chơi thôi, không còn chỉnh sửa nữa đâu. Nó còn kẽm nhưng mà kẽm này cũng nó cũng là cây này cũng mang kẽm lắc kẽ nhánh này ra nữa là đủ các bạn. Mấy cái này bông nè các bạn, bông là mình cắt hết luôn để nó ra lại các bạn. Cây hái châu nó vậy, bỏ nó thì nó sẽ ra lại thôi. Chỉnh cái đọt nữa là xong mình bấm cái đọt xuống, tức là mình không cho cái đọt này thấp điểm nữa, là tức là cây này cỡ này là vừa rồi, mình úp đọt xuống chứ không cho nó thấp điểm lên nữa.
tháo mớ kẽm các bạn. Giờ clip thì để mình tháo kẽm qua thì nó quá dài các bạn. Đó. Lỗi bạn nha, làm này cũng hơi tỉ mỉ một chút, lâu một chút, bạn cứ xem vô cứ xem. Đó. Cái này mình làm cây của mình nha, chứ mình không phải làm cái clip là mình để mình hướng dẫn vật mình làm cái gì, tại vì mình làm quay clip mình phải quay cái clip để cho các bạn xem. Đó. Còn tạm thời vậy các bạn. Nó rối chỗ này luôn nè, rối nùi chỗ này. Đây, cái tầng hạ, tầng chân này các bạn. Thường thường á các bạn, cái cây hạ, cái cây tiễn nó vậy á, là cái ở cái tàn mà nằm ở dưới chân các bạn, phát triển chậm hơn trên cái đọt. Tại vì mình theo mình nghĩ chắc nó cũng thiếu sáng hay thiếu gì mình không hiểu luôn. Đa số là vậy, những cái cành mà cành đổ mình rơi á, phát triển chậm lắm. Rồi tạm thời là vậy, quay vòng vòng cho các bạn xem đó. Rồi giờ lát mình quay dưới, quay lên, rồi quay trên, quay xuống, rồi quay ngược, quay xuôi vậy các bạn xem ha. Uống cái này chút xíu nữa. Cây này Vĩnh Lợi các bạn, cây này đào tại núi Vĩnh Lợi, có clip của La Cà đào luôn các bạn. Các bạn nào có yêu cầu thì mình gửi clip qua cho các bạn xem. Tại núi xong, đơn giản vậy thôi. Mình sẽ làm thêm một số vấn đề nữa, nhưng mà clip dài, sợ clip dài các bạn coi cũng chán, mình ngưng tại đây. Đó, mình gửi xuống quay nha bạn, để đây. Bạn thấy không? Cây tổng thể cây đây không? Mình cắt là một đống luôn là lấy nè bạn, trái nè, trái nè, trái nè, trái nè, cái trái rất là nhiều, trái nè các bạn. Các bạn thấy trái không? Thấy rất là nhiều nè, nó xanh xanh các bạn không thấy đâu là trái nè. Nó rồi lớp qua nè các bạn, nè qua nè. Quay qua các bạn, nó qua nè. Buộc phải bỏ các bạn. Tại vì sửa cây là cái thời điểm này là phải chịu. Nhưng phải sửa thôi. Đó. Bạn thông cảm mình nha, làm có mình có anh tay một à, vừa quay mà vừa cắt nữa thì em ra chỗ các bạn cũng hơi nó cái máy nó giật giật thì các bạn chóng mặt thì nó cũng thông cảm cho mình. Đó. Làm đây thì nói chung nhánh này thí dụ như đó, này, trái chim nó ăn rụng hết. Gốc thì rất là to nha các bạn. Đó, mặt mình lấy cái mặt bên đây là cái mặt chính. Đó. Đây, các bạn thấy không? Cây này nó đã tàn, nó đã mịn rồi các bạn.
Nói chung là nó theo mình á, tàn nó đã đủ. Không, chỉ là chơi nữa thôi. Cái gốc này, gốc rất là to. Đó. Nè. Gốc này các bạn. Nó trực nhưng mà nó cũng lắc nữa các bạn nè, nó lắc nè, đó các bạn thấy không? Nó lần đọt nè. Nói chung là dáng trực này cũng đẹp. Đó, gốc này, gốc đây mình để mình đo gốc này coi như các bạn. Mình đo gốc này. Để máy đây mình đo thử nha các bạn. Đây. Gốc này là 26 nè các bạn. À, thấy không? Nè cái mí ta. Đó 26 á. Chiều cao này thì mình đón á. Chiều cao dưới ta. Cao từ mặt ấy lên không phải 8 mấy các bạn, 70 mấy mấy 80 á. Nói chung là cây này cái tông nó hơi cao. Rồi. Sơ bộ vậy thôi các bạn xem. Không, các bạn có đóng góp ý kiến gì cứ bình luận vô. Đó. Cái này phải cần phải làm gì? Sửa làm sao? Không. Đó. Chứ đừng bình luận vô mà ông dạy ông chỉ rồi ông bao ông cái gì gì thì cũng tội nghiệp mình, không có đâu. Mình làm quay của mình. Không. Mình cần các bạn góp ý đó nè, bạn thấy trình đọt đọt này cũng đã đủ rồi. Cái này gốc rất là to đó. Cái chỗ này bể mình ràng lại nè các bạn. Không thể cây nào trước mình đem về các bạn, nó bị bệnh, bệnh xong cái mình dưỡng nó cũng lâu à, cây này mình đem về nay cũng 3 năm à, đó, bởi vậy nay nó mới cho qua cho trái, mình mới chỉnh lại, tức là cây này mình không có cho trái, mình chỉnh sửa là từ ly từ tí luôn, đó. Nay thì nó tự nó ra trái mùa này cũng đạt thôi. Chứ không nhiều. Cái này đào tại núi Vinh Lợi có clip luôn. Bà không tin thiệt bạn cái nói ờ anh ơi tôi muốn giao lưu cái đó cái gì đó ha. Anh gửi cái clip qua cho tôi thì tôi sẽ sẵn sàng gửi cái clip qua cho bạn xem. Đó. Rồi, mình kết thúc clip tại đây nha các bạn. Đó, cây nó dày thôi, đây mặt chính của nó đây. Tổng thể nó đây. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn. Clip cũng hơi dài. Bạn thông cảm mình nha.